cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sốc đã có 2 con, tự tay đi siêu thị mua đồ cho 2 con gái. Chào Đàm Vĩnh Hưng, anh đã từng chia sẻ nếu không có bộ phim Vì Cuộc Đời, Đàm Vĩnh Hưng thì sẽ rất phí. Vậy bao giờ anh bắt tay thực hiện vì bộ phim đó? 2 năm nay, tôi đã để biên kịch quan sát mọi thứ về cuộc sống của mình. Bởi tôi sẽ làm một bộ phim chân thật nhất, không nói sai, nói xạo về những điều liên quan đến mình. Phải nói sạch hết tất cả mọi thứ. Phim của tôi sẽ không giống bất cứ bộ phim nào trên thế giới. Viết về cuộc đời nghệ sĩ, đã có vài cuốn sách viết về mình, nhưng tôi loại hết. Hãy đợi đến năm 2020 thì sẽ bùng nổ. Nghe nói anh có nhiều nhà cửa nên thời gian gần đây phải đi bán bớt vì không ở hết. Không có đâu. Nếu không ở hết thì cho thuê thôi. Tôi cũng không buôn bán bất động sản. Bố mẹ tôi ngày xưa có nhà cửa nhưng sau biến cố phải cho ở chuồng lợn nhà bà ngoại. Ở nhà thuê thì bị đuổi. Từ đó tôi đã mang theo nỗi căm hận và quyết tâm sau này bằng mọi cách phải có nhà thật to, thật đẹp. Tôi mê nhà. Có thể ngắm cái bóng đèn ở nhà đến vài tiếng. Nói thật nha, Lâm Trường mới là nhiều nhà nhất tại Việt Nam. Lâm Trường mua nhà từ khi tôi chưa nổi tiếng đó. Bạn ấy khôn lắm đấy. Hoài Lâm là người anh dành nhiều ưu ái nhất. Vậy anh có thể nói thật suy nghĩ của mình khi Hoài Lâm gặp những sai lầm. Hoài Lâm đã trải qua nhiều sóng gió. Tôi gặp Hoài Lâm khi mới 14 tuổi. Giờ đã 22 tuổi mà không phải 30 hay 35 tuổi để có sự trưởng thành. Hào quang đến với Hoài Lâm quá sớm. Thành công vang dội, mọi người tung hô nên một đứa trẻ dễ bị hoang tưởng. Thế nên con dễ chọn con đường sai. Hoài Lâm là đứa học trò tôi coi như con của mình. Phải nói là dành cho sự quan tâm cực độ. Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ. Từ cách ăn mặc, sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát. Đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ vì màu sắc. Khi tôi dành cho Hoài Lâm tất cả mọi thứ, thì con lại tuột ra khỏi vòng tay, chạy theo sự lôi kéo khác bên ngoài. Sau đó Hoài Lâm đã quỳ dưới chân của tôi và khóc. Hoài Lâm cũng đã gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống để trở thành con người khác. Hoài Lâm ở khoảng thời gian khủng hoảng thì anh đã bên cạnh ra sao? Tôi nhắn tin, điện thoại nói chuyện rất nhẹ nhàng, tình cảm mà không trách mắng, chửi bới. Nhưng Hoài Lâm lại sợ gặp tôi, thậm chí còn trốn gặp tôi. Hoài Lâm từng điên đến mức nói với tôi, con sẽ chạy Uber hoặc làm phòng thu. Tôi đã phải khuyên nhủ, phân tích mọi thứ. Tôi có nói với Lâm, ông trời đã cho con cái giọng hát tuyệt vời. Không một ca sĩ trẻ nào lứa tuổi của con mà hát hay được như thế. Con đi hát 3-4 bài, nhưng cầm được một số lương mà bằng một người đi làm cả năm. Làm phòng thu thỏa mãn đam mê âm nhạc. Mix một bài hát được 1-2 triệu đồng một bài, nhưng làm cả ngày trời chưa có xong. Lại còn bị người ta chửi lên chửi xuống. Đi hát thì còn mang được niềm vui cho nhiều người. Hiện tại Hoài Lâm cũng đã đi hát trở lại. Hoài Lâm là người rất dạy, không khôn ngoan đâu. Tôi cũng hay dạy Hoài Lâm khá nhiều. Anh có thể dạy Hoài Lâm mọi thứ, nhưng việc Hoài Lâm làm bố chắc là hơi khó nhỉ. Chưa chắc đâu nhé, tôi cũng có con chứ, 2 đứa con lận, 2 bé mang họ của tôi rồi. Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi. Giấy khai sinh tôi làm cha 2 bé. Tôi có cách dạy con riêng của mình. Tôi chưa bao giờ chửi con, mạt sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất. Các con thương ba lắm, bố mẹ chia tay nhau nên nó cũng buồn. Tôi làm mọi thứ cho con, dạy con học. Một đứa 18 tuổi và một đứa 13 tuổi, tôi cho các con học trường quốc tế, từ nhỏ đến lớn là tôi nuôi. Thế ba vì là cả 2 nhào ra đón ba. Tôi là một ông bố cũng rất yêu con, đi lâu diện ở nước ngoài.
thấy có cái gì hay cũng mua về cho con. Tôi đi siêu thị, mua cả đồ phụ nữ cho con gái, tự tay lựa chọn. Hồi nhỏ con trai hay dậy muộn là thức dậy thì hay khóc nhè, nên tôi sẽ là người xuất hiện trước mặt con đầu tiên.